tại tầng 1 số nhà 86, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Một hội nghị bán sản phẩm được cho là thần dược là nấm linh chi và hồng sâm Hàn Quốc với quy mô hàng trăm người. Một cân nấm linh chi nữa rồi con yêu ạ. Và con yêu chỉ có cái chi nữa. Và thế con. Để tham dự hội nghị này thì phải là phụ nữ trung niên và có thẻ ra vào. Tùy vào số tiền mua sản phẩm mà khách hàng được cấp thẻ thành viên hoặc thẻ VIP để tham dự. Theo khách hàng thì những sản phẩm này có giá lên tới 7 triệu 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên, giá của sản phẩm này chỉ hơn 1 triệu đồng. Được về đây là do một người nhập khác bên em, là em chỉ là người là giới thiệu sản phẩm, quên quảng cáo sản phẩm cho người đưa đến tay các thương gia. Mà nhập về có hơn triệu. Trên hóa đơn giấy tờ đúng là hơn triệu. Tin vào những thần dược, mỗi người chọn mua cho mình một sản phẩm mang về, thậm chí là mời chào cả người thân. Không kể về cái sức khỏe là quan trọng nhất cháu ạ. Nguồn gốc xuất xứ của nó Hàn Quốc. Phiếu gì đấy bà? Phiếu mì chính. À, tôi xem nào. Phiếu. Đây cái này mì chính. À, cái này mình răng à? Ừ, hôm sau lại phát à? 5 phiếu mới được một cái này răng. 5 phiếu đi 5 lần này mới được. Chưa biết về chất lượng sản phẩm ra sao. Tuy nhiên, với giá tiền chênh lệch gấp 7 lần cùng các chiêu trò trong bán hàng thì người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh tình trạng tiền mất, tật mang.